Như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, chiều ngày 22 tháng 11, một vụ cướp ngân hàng đã xảy ra tại chi nhánh một ngân hàng ở đường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Dù hai kẻ cướp đã bị bắt ngay sau đó, nhưng đáng tiếc là người bảo vệ đuổi theo hai tên đã bị đâm tử vong. Từ sự việc trên cũng như một số vụ cướp ngân hàng thời gian qua, dư luận lại đặt câu hỏi, cần có biện pháp phòng bị và phản ứng như thế nào cho hợp lý khi đối mặt với cướp ngân hàng? Để bằng sâu hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay hôm nay ông Trần Công Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bảo vệ Thăng Long An Ninh 24. À, trước tiên rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Ừ. Thưa ông, như ông có theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng thì à, vừa qua ở Đà Nẵng đã xảy ra một cái vụ cướp ngân hàng và à, rất là đáng tiếc là người bảo vệ vì à, đuổi theo hai tên cướp mà đã bị đâm tử vong. À, theo ông thì trong những cái tình huống cướp ngân hàng như vậy thì à, những người có liên quan như là nhân viên ngân hàng hoặc là lực lượng bảo vệ thì nên phản ứng như thế nào cho phù hợp? trong trường hợp này khi người bảo vệ nhận định hoặc cũng như nhân viên ngân hàng nhận định là cướp có hung khí thì chúng ta biết rồi khi cướp có hung khí thì thường họ vào thì họ hô hoán họ la là ngồi yên hoặc là đứng dậy hay nằm xuống đó, hoặc là đưa tay lên chẳng hạn thì à, tình huống này chúng ta là người bảo vệ cũng như nhân viên ngân hàng nên làm theo yêu cầu của bọn cướp vì sao vì nếu chúng ta không làm theo yêu cầu thì sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta tính mạng con người thì mất đi rồi thì không không lấy lại được nhưng đối với tài sản thì có thể khắc phục được yeah. đó thì vì vậy trong tình huống này người bảo vệ cũng như người ngân hàng phải làm theo yêu cầu của bọn cướp và bình tĩnh để làm theo sau đó Nhắm tình hình thấy cướp có nếu như cướp một mình hoặc là cướp dùng hung khí mà để cái tay cầm của họ bị bị sơ hở nếu như mình có được những kỹ năng tự tin để vào và áp đảo và khống chế quần ngã cũng như hô hoán mọi người tập trung để quật ngã trong trường hợp này tránh tình trạng chúng ta một mình hoặc là chúng ta không phối hợp để chúng ta lao vào như chúng ta biết là súng thì đoàn cái thì xong thì nên là chúng ta phải bình tĩnh để xử lý cái cái, cái tình huống này như câu trả lời vừa nãy không thì không biết là trong cái đào tạo cũng như là huấn luyện của công ty mình thì những cái nhân viên bảo vệ họ có được à? huấn luyện về những cái kỹ năng ứng phó với các cái tình huống cướp ngân hàng như vậy hay không và cụ thể là như thế nào? Lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp thì không những riêng về huấn luyện về kỹ năng võ thuật cũng như các tình huống khẩn cấp để ứng phó không những riêng về ngành ngân hàng mà tất cả các mục tiêu bảo vệ các mô hình được bảo vệ thì đều được huấn luyện rất là kỹ kỹ càng thứ nhất là là võ thuật cũng như tình huống giả định tình huống và xử lý tình huống ta có thể trong mục tiêu ngân hàng có những tình huống nào nhận định ra sao rồi cướp vào có hung khí yeah, dao hay là vật liệu uh, nổ hoặc là súng thì ta nhận định giả định tình huống và cái cách xử lý như thế nào như câu hỏi ban đầu cũng là là bổ trợ cho cái uh, cái ý này thì cơ bản đối với lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp như công ty uh, của tôi thì uh, được huấn luyện đào tạo kỹ năng rất là chuyên sâu và giả định rất là nhiều tình huống trong từng cái mô hình bảo vệ. Thưa ông tuy nhiên thì quan sát những cái vụ cướp ngân hàng gần đây thì chúng tôi thấy là đa phần là lực lượng bảo vệ cũng như là nhân viên ngân hàng đều ở cái thế bị động khi mà xảy ra cướp và buộc phải chấp nhận để cho những cái tên cướp này mang tài sản rời đi. Không biết là có những tình huống nào nằm ngoài giả định mà buộc cái người bảo vệ phải chấp nhận cái việc như vậy hay không ạ? Trong cái cái trường hợp mà mà để mà mà cướp mà lấy tiền đi rồi hoặc là thiệt hại đến tính mạng thì là rất là là đáng tiếc trong các cái tình huống giả định thì ta có thể giả định ra thì cách nhận định của chúng ta thì khi cướp vào họ nhận định họ bị khẩu trang đội nón áo gió rồi có những cái biểu hiện ví dụ như là à, sách à, ba lô thuốc nổ chẳng hạn mình nói chung là những cái biểu hiện khác thường và chúng ta có thể tiếp cận họ một một khoảng cách để an toàn để chúng ta hỏi họ vào đây giao dịch và mình nhận định rằng họ giao dịch mà tại sao mình thấy có thể khả nghi như vậy để mình cùng phối hợp để mình 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 xử lý. Ví dụ như trường hợp mà vụ cướp vừa qua ở Đà Nẵng thì hai đối tượng đó vào, họ bịt khẩu trang rồi đội nón kính bích, rồi ngoài xe vào, nhưng mà khi vào trong thì thì mọi người đang tập trung làm việc cũng không nhìn nhìn thấy như vậy gì, thì thì rất là thiếu quan sát. đó. vì như vậy, vậy thì lực lượng bảo vệ thì cái giả định tình huống á, thì đương nhiên cơ bản trong lĩnh vực thì cũng tương đối chứ để mà điều tuyệt đối cũng khó. Thưa ông mà góc độ an ninh thì ông đánh giá như thế nào về công tác? Um phòng chống các cái vụ cướp như thế này ở các ngân hàng hiện nay và theo ông các ngân hàng thì ngoài việc ở tăng cường lực lượng bảo vệ thì cần phải có cái những giải pháp an ninh gì và có sự phối hợp với các lực lượng chức năng như thế nào để uh, phòng chống cái cướp ngân hàng ạ? À? Cái câu hỏi này á, là đúng các ngân hàng là là vừa qua là đang bị lơ là chủ quan cộng với họ giảm cái cái chi phí về cho cái lực lượng an ninh thì họ họ thuê cái lực lượng mỏng thay vì một ngân hàng vậy một người ở trong một người ở ngoài có xe thì có thể hợp lý hơn trong cái trường hợp chỗ chỗ ngân hàng đà nẵng nhưng mà trong trường hợp mà mình nhìn theo dõi camera như có một mình chú bảo vệ đứng ở bên ngoài bên trong không có ai hết qua cái vụ việc này thì các ngân hàng cũng nên khi thuê một đơn vị bảo vệ dịch vụ bên ngoài hay là tự tuyển vào cũng phải được huấn luyện đào tạo những kỹ năng và giả định nhiều tình huống cái này có thể nhờ cơ quan chức năng như là ngành công an họ sẽ hỗ trợ cho vấn đề này đó để đảm bảo an toàn cho cho ngành tài sản cũng như là con người ở trong ngân hàng đó thì ngoài ra thì ngân hàng cũng nên có sự phối kết hợp với cơ quan chức năng địa phương như cảnh sát 113 hay là công an phường khi cần cái mình có nhấn số khẩn cấp thì họ sẽ hỗ trợ cho mình ngay lúc đó để tránh thiệt hạt, hại về người và tài sản. Đặc biệt nữa thì ngân hàng cũng nên là bố trí không những là camera ở phía bên bên trong chỗ điểm giao dịch mà thì ra bên ngoài phía bên ngoài đường và đặc biệt nhất là phải có người theo dõi camera để nhận định từ xa. Ví dụ như vào họ dừng xe xuống thì bên bên phòng cam thì phải xem được rằng là à, đối tượng này khả nghi đàm bộ đàm ra ngoài vị trí sẵn ngoài vị trí nhà xe thì theo dõi để mình mình có biện pháp để ngăn chặn kịp thời nếu mà nhìn sang những cái nước à, khác thì chúng ta có thể học hỏi kinh nghiệm gì à, trong việc ứng phó với những cái tình huống cướp ngân hàng như vậy không? như các nước phát triển thì bảo vệ ngân hàng là có súng có đạn thật luôn nhưng Việt Nam mình thì chỉ có trang bị cho là à, đó cũng sơ sai nên là cũng đó là một cái phần chủ quan và và về về cái ngành ngân hàng cũng nên là là um, kiến nghị với 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 ngành chức năng như thế nào đó để sau này đảm bảo. Thì khi 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 mà bảo vệ ngân hàng mà nghe nó có súng thật hoặc có roi điện nó trang bị đầy đủ thì cướp họ nghe họ cũng cũng ngại yeah. đó. Thì nên là ngành ngân hàng nên trang bị đó và 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 đặc biệt rằng như các nước thì có làm rồi đó ở nhà có trộm hay là ngân hàng có báo động trộm thì họ nhấn báo động khẩn cấp thì lực lượng chức năng sẽ gần đó sẽ sẽ hỗ trợ họ kịp thời còn riêng Việt Nam mình thì phải bấm số điện thoại đúng không ạ phải quay số điện thoại đó chứ không có nút khẩn cấp để 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 trực tiếp tới những cái 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 trực ban của bên bên an ninh. Vâng à, một lần nữa rất cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Ạ.